Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ Đức Giêsu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi hỡi Khorazin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Anh chị em thân mến, mục đích của Chúa Giêsu đến trong trần gian này là để mang tin mừng nước trời cho con người chúng ta. Để đón nhận tin mừng đó, con người ta cần phải hối cải, phải thay đổi nếp sống cũ để rập đời mình theo tin mừng đòi hỏi. Trong cái chiều hướng này, các phép lạ mà Chúa Giêsu làm không phải là để phô trương bản thân Ngài, hay là để cho người ta thấy mà khen ngợi Ngài, tôn vinh Ngài là người tài giỏi, là người hoạt bát, là người đa năng, nhưng mà để giúp cho người ta thay đổi đời sống để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh cáo những người dân của ba cái thành phố là Khorazin, là Bethsaida, là Capharnaum. Mặc dù đã đón nhận biết bao ân huệ của Thiên Chúa, đã chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa làm cho họ, thế mà những người dân của ba cái thành phố này vẫn không thay đổi đời sống, vẫn không ăn năn hối cải. Và Chúa Giêsu đã phải thốt lên: khốn cho các người. Đó là tâm tình của Chúa Giêsu. Ngài cảm thấy đau đớn khi mà thấy sự cứng lòng của dân chúng. Và Ngài cảnh báo cho họ biết rằng nếu lòng họ cứ chai đá như vậy, họ sẽ phải chịu những hậu quả rất tồi tệ giáng xuống trên cuộc đời họ do chính chọn lựa của họ. Thậm chí mức độ còn tồi tệ hơn cả những cái thành phố của dân ngoại như là thành Tia hay là Sidon hay là thành phố Sodom, rất là tội lỗi trụy lạc được ghi lại trong Cựu Ước. Nhìn vào trong đời sống của chúng ta, của gia đình ta, mỗi người chúng ta đã và đang đón nhận rất là nhiều ơn huệ của Thiên Chúa. Nào là ơn phần hồn, ơn phần xác, và trên hết là ơn được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Những ơn đó Chúa ban cho chúng ta không phải chỉ để phục vụ cho cái nhu cầu của riêng ta, nhưng là để phục vụ cho tha nhân cách hữu hiệu hơn, như lời của Thánh Phêrô mời gọi: ơn riêng Thiên Chúa ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy thì anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Vậy chúng ta đã đón nhận ơn huệ đó như thế nào? Ta có làm cho các ơn của Chúa ban được lớn lên trong cuộc đời của ta hay không? Ta được đi học, ta có tận dụng thời gian để học cho đến nơi đến chốn không? Có công ăn việc làm, ta có tận dụng để mà phát triển bản thân, để lo cho mình, cho gia đình của mình và cho những người nghèo mà Chúa gửi đến cho ta không? Ta cầu nguyện cho nhau để ơn Thiên Chúa ban cho ta không trở nên vô hiệu, nhưng sinh hoa kết trái trong cuộc đời ta nhờ biết hiến thân phục vụ như Chúa muốn. Có như vậy, ta mới thật sự là những con người đang sống tin mừng của Chúa, tin mừng của ơn hối cải, tin mừng của lòng tin và tin mừng của sự chia sẻ
phục vụ anh chị em đồng loại. Amen.